Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên tin tức 24 h TV. Chúc quý vị và các bạn có nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày. Cho bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Kỷ luật 4 cán bộ công an tỉnh Phú Thọ thiếu trách nhiệm gây thất thoát ngân sách nhà nước. Công an Hà Nội vào cuộc điều tra nguyên nhân bé gái học lớp 1 tử vong bất thường. VTV lại déo đích danh Thủy Tiên và từ sau kia A4 đặt vấn đề phong sát nghệ sĩ có hành vi lệch chuẩn. Khởi tố bắt tạm giam vợ chồng giám đốc khu đô thị, tai tiếng Thành Vinh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Truy tố cặp đôi siêu lừa đảo xuất khẩu lao động đi úc chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng. Khởi tố tài xế làm lây lan dịch ém chuyện tiếp xúc để bạn gái khỏi bị cách ly. Để mất rừng, hai nhân viên bảo vệ rừng ở Gia Lai bị khởi tố. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Kỷ luật 4 cán bộ công an tỉnh Phú Thọ thiếu trách nhiệm gây thất thoát ngân sách nhà nước. Mới đây, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phú Thọ đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 cán bộ thuộc các đơn vị của công an tỉnh Phú Thọ. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phú Thọ thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách Đối với trung tá Nguyễn Mạnh Cường, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an thị xã Phú Thọ, nguyên phó đội trưởng đội 2 phòng PC03, đại úy Đỗ Thanh Tùng, phó trưởng Công an xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn, nguyên cán bộ phòng PC03, thượng úy Đỗ Việt Tuyên, cán bộ phòng Công an phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, nguyên cán bộ phòng PC03. Trước đó năm 2018 khi làm cán bộ chiến sĩ phòng PC03, Công an tỉnh Phú Thọ, các đồng chí trên đã có những vi phạm khuyết điểm như thiếu trách nhiệm, không thẩm tra xác minh làm rõ nguồn gốc hàng hóa, tạm giữ dẫn đến việc đội quản lý thị trường cơ động tỉnh Phú Thọ xác định ban hành quyết định trả lại hàng hóa cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Ami Việt Nam, địa chỉ ở Đống Đa, Hà Nội, không đảm bảo căn cứ, gây thất thoát ngân sách nhà nước. Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với thiếu tá Đỗ Trí Dũng, phó đội trưởng đội cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp công an huyện Yên Lập, nguyên phó thủy đội trưởng phòng cảnh sát giao thông. Năm 2019, với cương vị là phó thủy đội trưởng phòng cảnh sát giao thông, thiếu tá Đỗ Trí Hùng chưa thực hiện đúng trách nhiệm trong việc tham gia, phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính ba tàu chở bán dầu trái phép tại cảng sông Lô, huyện Đoan Hùng. Công an Hà Nội vào cuộc điều tra nguyên nhân bé gái học lớp 1 tử vong bất thường. Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân một bé gái là học sinh lớp 1 trường tiểu học Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương, nhưng bác sĩ xác định đã tử vong ngoại viện. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận định nạn nhân có dấu hiệu bất thường, cơ thể có nhiều vết bầm. Nghi bé bị đánh đập đã lập tức báo cáo cơ quan chức năng đến kiểm tra. Xác nhận sự việc trên với phóng viên ngày 17 tháng 9, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm cũng cho biết cơ quan công an đã vào cuộc điều tra nguyên nhân tử vong thương tâm của cháu bé. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Xuân Đỉnh thông tin, đây là sự việc đáng tiếc đau lòng xảy ra với một học sinh trường tiểu học Xuân Đỉnh. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Xuân Đỉnh cũng cho biết, trước mắt phường cùng tổ dân phố, ban giám hiệu trường tiểu học Xuân Đỉnh xuống động viên thăm hỏi gia đình. Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hương, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, phòng đã nắm bắt được thông tin và cùng với chính quyền địa phương, trường tiểu học Xuân Đỉnh xuống gia đình và vào bệnh viện để thăm hỏi động viên gia đình cho bé. Bà Hương cũng cho biết thông tin bé gái tử Phong đang trong thời gian học trực tuyến là không chính xác. Bà thông tin, lúc học trực tuyến con đã không vào học, khi vào học cô giáo xác nhận là con không tham gia. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Bắc Tử Liêm cũng cho biết, các bạn nhỏ thì bố mẹ đi làm về, sẽ cùng giúp các con học trực tuyến vì nhiều bạn lớp bé không tự chủ được với thiết bị. Nhà trường đã lắng nghe ý kiến phụ huynh và cho các con học vào buổi tối. Tuy nhiên sự việc đau lòng đã xảy ra từ chiều lúc con được đưa vào bệnh viện. Được biết, Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng chính quyền địa phương phường Xuân Đỉnh và ban giám hiệu trường tiểu học Xuân Đỉnh đã đến thăm hỏi động viên gia đình ngay trong đêm qua 16 tháng 9. Bà Hương thông tin, nguyên nhân xảy ra sự việc đau lòng trên đang đợi kết luận của cơ quan công an, tuy nhiên không phải do học trực tuyến vì sự việc xảy ra từ chiều. VTV lại déo đích danh Thủy Tiên và từ sau kê A4 đặt vấn đề phong sát nghệ sĩ có hành vi lệch chuẩn. Mới đây trong chương trình câu chuyện văn hóa, nghệ sĩ và văn hóa ứng xử được phát sóng trên kênh VTV1, hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi có hành động đi ngược lại với sự tin tưởng của người hâm mộ đã được điểm mặt gọi tên trong thời gian gần đây có quá nhiều những lùm xùm gây bức xúc dư luận xung quanh việc làm từ thiện của những người nổi tiếng chưa bao giờ cụm từ sao kê lại nóng đến thế trên các diễn đàn mạng một danh hài quen thuộc nữ ca sĩ vợ của cầu thủ nổi tiếng hay nam ca sĩ xuất hiện dày đặc trên mạng với cái mác ông hoàng nhạc việt đều khiến công chúng đặt dấu hỏi lớn về tính minh bạch và các hoạt động từ thiện sự việc trở nên âm ỉ cùng với đó là hàng loạt góc khuất đang dần được phơi bày khi một số nghệ sĩ dính dáng đến tiền bạc nhưng lại chưa kê khai hay những bản sao kê sơ sài không làm thỏa mãn được dư luận. Ca sĩ Thủy Tiên và câu chuyện vào vùng lũ miền Trung một lần nữa được déo tên. Cô đã từng thông tin là đã kêu gọi được các mạnh thường quân với số tiền kỷ lục lên đến gần 180 tỷ đồng. Tuy nhiên số tiền đó chỉ được kê khai bằng tờ A4 viết tay chẳng chịt, chữ với nội dung khó mà suy xét được sự minh bạch. Các tờ giấy xác nhận được cô Tiên đưa ra cũng chỉ ghi chung chung. Một nghệ sĩ nữa gắn liền với ẩm mỹ từ thiện bao tháng qua là nghệ sĩ Hoài Linh và số tiền 14 tỷ đồng cũng được nhắc tới. Dù đã vội giải gân trong một tuần, nhưng sự chậm trễ 6 tháng khiến hình ảnh và độ tin tưởng của danh hài trong mắt khán giả sụt giảm nghiêm trọng. Không khó để bắt gặp các ý kiến yêu cầu nghệ sĩ minh bạch trong hoạt động từ thiện trên mạng xã hội. Đó là phản ứng tự nhiên khi chính những người có tiếng nói lại đang thiếu rõ ràng minh bạch trong chương trình vtv cũng đề cập đến nước láng giềng với hàng loạt cuộc phong sát chấn động địa cầu từ đó một câu hỏi đang được rất nhiều người dân đặt ra lúc này là liệu chúng ta có quá dễ dãi với nghệ sĩ đã có hành vi ứng xử lệch chuẩn phản cảm hay không trên thực tế nghệ sĩ hay người nổi tiếng luôn có sức ảnh hưởng rất lớn tới cộng đồng đặc biệt là các bạn trẻ chỉ với một dòng trạng thái một lời bình luận hay kêu gọi trên mạng của họ về chương trình từ thiện cũng đủ có tác động xã hội lớn Bên cạnh những câu chuyện ầm ĩ chưa đẹp, VTV cũng nhấn mạnh còn có rất nhiều nghệ sĩ các tổ chức thiện nguyện đang ngày đêm thầm lặng giúp đỡ tuyến đầu chống dịch như diễn viên Hà Hương, nghệ sĩ Quyền Linh. Hay nhóm thiện nguyện hạt vừng với những buổi livestream đấu giá, những quả tặng biết thở, mang máy thở tới cho các bệnh nhân mắc Covid. Chưa đầy 2 tháng, số tiền hơn 16 tỷ đồng, tương đương với 200 máy thở cùng hàng ngàn thiết bị y tế đã được quỹ hạt vừng tạo cho các bệnh viện miền Nam, miền Trung. Sức lan tỏa của nhóm hạt vừng khởi sướng đã có sự giúp sức của nhiều người nổi tiếng đã và đang lan truyền đi thông điệp sống mạnh mẽ, sống vì mọi người tới cộng đồng. Khởi tố bắt tạm giam vợ chồng giám đốc khu đô thị tai tiếng Thành Vinh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị, vào ngày 17 tháng 9, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thu 65 tuổi quê Hải Dương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Minh Khang và ông Nguyễn Đình Khang, 73 tuổi, trưởng ban quản lý dự án khu đô thị Minh Khang, chồng bà Thu, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình triển khai dự án khu đô thị Minh Khang ở thành phố Vinh, bà Thu và ông Khang đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân. Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, dự án khu đô thị trên được ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt. Quy hoạch chi tiết năm 2007 trên diện tích 7,86 ha ở vị trí đắc địa tại thành phố Vinh. Theo thuyết minh của dự án, chủ đầu tư sẽ thực hiện các công trình như siêu thị dược thiết bị y tế và văn phòng cho thuê, khách sạn 4 sao, chung cư cao tầng, sân chơi thể dục thể thao và cây xanh, nhà ở xã hội, nhà phố liền kề, biệt thự. Dự án này được kỳ vọng là khu đô thị phức hợp hiện đại ở phía Bắc thành phố Vinh. Tuy nhiên đến năm 2014, dự án đã qua 4 lần điều chỉnh quy hoạch. Mỗi lần điều chỉnh, diện tích xây dựng các công trình công cộng và phúc lợi xã hội giảm dần, diện tích đất xây dựng nhà ở thấp tầng tăng lên. Cụ thể, diện tích đất công cộng đã giảm 15.270 m2, tăng thêm 56 lô đất ở, nâng tổng số lô đất ở tại dự án này lên 295 lô. Doanh nghiệp này đã huy động vốn của khách hàng theo hình thức hợp đồng nguyên tắc góp vốn với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi thu tiền, doanh nghiệp không thực hiện đầu tư hoàn thiện hạ tầng, thiết kế đã được duyệt, không đầu tư xây dựng các công trình công cộng và công trình phúc lội xã hội như cam kết. Ngoài ra, chủ doanh nghiệp này đã giao đất thực địa cho khách hàng, tự xây dựng công trình nhà ở khi chưa đủ điều kiện theo quy định, không ký hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Một số lô đất chưa được nhà nước giao đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Doanh nghiệp này còn giao đất cho khách hàng trên khu vực quy hoạch đất cây xanh, đất giao thông. Ngoài ra, liên quan đến dự án này, công ty trách nhiệm hữu hạ thương mại Minh Khang còn đang nợ thuế hơn 281 tỷ đồng. Truy tố cặp đôi siêu lừa đảo xuất khẩu lao động đi Úc, chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng. Ngày 17 tháng 9, thông tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lại Thị Vân, 41 tuổi, trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, và Phạm Bá Trạc, 62 tuổi, Chú tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến 2017, Phạm Bá Trạc và lại Thị Vân, mặc dù không có khả năng làm thủ tục đưa người khác đi xuất khẩu lao động tại Úc, nhưng hai bị can này vẫn đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu với nhiều người về khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động. Trong đó Phạm Bá Trạc nổ mình là cán bộ cấp cao trong cơ quan nhà nước, có nhiều mối quan hệ có khả năng xin được cho nhiều người đi xuất khẩu lao động tại Úc. Hai bị can nêu trên cam kết người đi xuất khẩu lao động tại Úc sẽ được lao động từ 2 đến 4 năm với mức lương khoảng từ 3 đến 4 000 đô la Mỹ một tháng. Theo đó, mỗi người lao động phải nộp chi phí từ 5 .000 đến 30 000 đô la Mỹ mỗi người, tùy theo từng công việc như lao động làm mía đường chi phí từ 5 .000 đến 10 000 đô một người lao động hái cà chua với chi phí từ 20.000 đến 30.000 đô một người. Sau khi nộp tiền đặt cọc từ 2.000 đến 10.000 đô, khoảng 3 tháng thì người lao động được xuất cảnh sang Úc lao động và phải nộp nốt số tiền còn lại. Tin lời hai kẻ lừa đảo, nhiều người thuộc nhiều tỉnh, thành phố khác nhau đã trực tiếp hoặc thông qua trung gian nộp tiền và hồ sơ cho hai bị can này làm thủ tục cho họ hoặc cho người thân đi xuất khẩu lao động tại Úc. Sau khi nhận tiền, Trạc và Vân tổ chức cho người lao động đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Tràng An, thành phố Hà Nội. Tiếp đó, hai bị can thông báo cho người lao động về thời gian địa điểm học tiếng Anh tại một trung tâm dạy nghề thuộc huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội và thuê giáo viên dạy tiếng Anh cho người lao động. Sau đó, người lao động được đưa đến phố Lò Đúc, Hà Nội làm các thủ tục lăn tay, chụp ảnh để làm visa nhằm mục đích tạo niềm tin và kéo dài thời gian chờ đợi của người lao động. Sau thời gian dài chờ đợi không được xuất cảnh, nhiều người lao động đã đến gặp Vân, Trạc, đòi lại tiền, hai người này viết cam kết trả lại tiền, nhưng sau đó bỏ trốn. Người lao động tiếp tục viết đơn tố cáo Vân Trạc đến cơ quan công an. Ngày 11 tháng 7 năm 2020, Phạm Bá Trạc đã đến cơ quan công an đầu thú. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2021, Lại Thị Vân bị bắt giữ theo lệnh truy nã. Cơ quan tố tụng xác định Lại Thị Vân và Phạm Bá Trạc đã lừa đảo chiến đoạt của 97 bị hại với tổng số tiền hơn 29,3 tỷ đồng. Khởi tố tài xế làm lây lan dịch, ém chuyện tiếp xúc để làm bạn gái khỏi bị cách ly. Ngày 17 tháng 9, Công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Đối với Bùi Văn Dũng, 35 tuổi, thường trú tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, tạm trú thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Quyết định này đã được Viện Kiểm sát cùng các phê chuẩn. Cơ quan điều tra bước đầu xác định Dũng là tài xế xe tải, vận chuyển hàng hóa đường dài, chạy tuyến Lâm Đồng Tây Ninh. Ngày 25 tháng 7, sau khi bỏ hàng ở Tây Ninh, Dũng đi qua các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương đang xảy ra dịch bệnh COVID rồi về Lâm Đồng. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các tài xế từ vùng dịch phải ăn ở sinh hoạt tập trung tại nơi quy định. Thế nhưng Dũng tùy tiện đến ở trong phòng trọ của bạn gái. 31 tuổi, tại phương Phát Đình Phùng, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, và làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho cô này. Ngày 28 tháng 7, Dũng đến xét nghiệm tại điểm trường Lê Hồng Phong, Đức Trọng, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 được đưa đến cách ly và điều trị. Tại trạm y tế xã Liên Hiệp, lực lượng chức năng đã truy vết và xét nghiệm nhanh số F1 tiếp xúc với Dũng. Đến ngày 30 tháng 7, cô Hát đi xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 cũng được đưa đi cách ly, y tế và điều trị tập trung. Công an xác định sau khi biết mình mắc COVID-19, Dũng đã che giấu không khai báo tiếp xúc trực tiếp với bạn gái, để bạn gái không phải đi cách ly tập trung theo quy định, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra khỏi cộng đồng. Để mất rừng, hai nhân viên bảo vệ rừng ở Gia Lai bị khởi tố. Ngày 17 tháng 9, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cập Bang vừa khởi tố hai bị can, Đinh Khánh sinh năm 91, trú tại thôn 1 xã Đông huyện Cập Bang, và Huỳnh Thanh Sĩ sinh năm 92, trú tại thôn 1, xã Nghĩa An, huyện Cà Bang, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tài liệu của cơ quan điều tra xác định, Khánh và Sĩ được giao nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng tại các tiểu khu 137-138 thuộc Lâm Phần do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp lực khu quản lý. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hai nam bảo vệ rừng này đã để xảy ra tình trạng phá rừng nhưng không kịp thời phát hiện, báo cáo lãnh đạo đơn vị để có phương án xử lý. Đầu tháng 1 năm 2021, lực lượng chức năng huyện Cà Bang phát hiện có 22 cây gỗ bị khai thác trái phép với khối lượng gỗ thiệt hại hơn 49,3 mét khối. Liên quan đến vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cà Bang cũng đã khởi tố 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Xuân sinh năm 95, Nguyễn Văn Tâm sinh năm 97, Nguyễn Văn Đức sinh năm 90, Lê Quang Sáu sinh năm 95 cùng chú tại thị trấn Cà Bang về hành vi vi phạm quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24 giờ.